Kỳ nghỉ lễ đã đến, những chuyến đi xa với gia đình và bạn bè đã sẵn sàng. Nhưng trước khi khởi hành, hãy đảm bảo chiếc xe của bạn luôn sẵn sàng cho hành trình phía trước. Nếu đã đến hạn bảo dưỡng, hãy mang chiếc xe của bạn đến ngay xưởng dịch vụ chính hãng của Volkswagen để được kiểm tra và bảo dưỡng. Việc bảo dưỡng định kỳ không chỉ giúp chiếc xe hoạt động ổn định mà còn đảm bảo an toàn cho bạn và gia đình trong suốt chuyến đi. Nếu lịch bảo dưỡng của chiếc xe vẫn còn xa, hãy dành ít phút để kiểm tra các hạng mục sau. Kiểm tra hoạt động của hệ thống chiếu sáng như đèn pha, các đèn tín hiệu, cụm công tắc điều khiển. Hãy đảm bảo hệ thống chiếu sáng hoạt động hoàn hảo. Tiếp theo, hãy kiểm tra hệ thống gạt nước. Phần lưỡi gạt bằng cao su cần được thay thế sau mỗi 6 đến 12 tháng hoặc hư hại do tác động từ thời tiết. Hãy đảm bảo hệ thống gạt nước hoạt động tốt để giúp bạn lái xe an toàn khi trời mưa gió bất ngờ. Và đừng quên kiểm tra nước rửa kính. Hãy châm đầy nước rửa kính và sử dụng dung dịch chuyên dụng để đảm bảo khả năng làm sạch kính hiệu quả, giảm nguy cơ tắc nghẽn đường ống do bị ống cạnh. Lốp xe là bộ phận quan trọng nhất quyết định độ bám đường và an toàn trong mọi hành trình. Dấu chỉ thị độ mòn gai lốp là các mấu nhỏ được phân bố dọc theo gai lốp, giúp bạn có thể xác định được gai lốp đã mòn đến mức độ nào. Nếu phát hiện gai lốp đã mòn, để lộ dấu chỉ hoặc lốp xe có các dấu hiệu hư hại, bạn cần thay thế lốp mới. Đừng quên kiểm tra bánh dự phòng và các dụng cụ thay thế bánh. Hãy đảm bảo bánh dự phòng luôn trong tình trạng sẵn sàng để có thể sử dụng ngay khi cần. Hãy đảm bảo xe của bạn có đầy đủ các dụng cụ cứu hộ cần thiết như áo phản quang, bộ vá lốp, dây câu bình, đèn pin, bình cứu hỏa và túi sơ cứu. Những dụng cụ này có thể trở thành cứu tinh trong những tình huống khẩn cấp, giúp bạn xử lý sự cố kịp thời và an toàn. Tiếp theo là hệ thống điều hòa. Đây là bộ phận quan trọng giúp duy trì không khí mát mẻ và thoải mái trong suốt hành trình dài. Nếu hệ thống điều hòa có các dấu hiệu như xuất hiện mùi hôi, khả năng làm lạnh kém hoặc phát ra tiếng động lạ, hãy đưa xe đến các xưởng dịch vụ chính hãng để được kiểm tra và xử lý kịp thời. Và cuối cùng, hãy kiểm tra khoang máy. Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường, hãy mang xe đến các xưởng dịch vụ chính hãng của Volkswagen để được hỗ trợ. Những vấn đề dù nhỏ nhưng không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hành trình của bạn. Đừng quên chuẩn bị các giấy tờ như bảo hiểm, giấy đăng kiểm, giấy tờ xe, bằng lái và giấy tờ cá nhân khi tham gia giao thông. Quý khách hàng có thể đặt lịch bảo dưỡng hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua ứng dụng My Volkswagen hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua số hotline. Chúc quý khách hàng có một chuyến đi an toàn và vui vẻ cùng Volkswagen bên bạn bè, gia đình và người thân.